chúng ta khất ngay cái nhánh này đi để cho cái dinh dưỡng cả cái nước nó không có được nuôi, không có được hút từ cây bố mẹ lên nữa, mà là do cái gốc này cung cấp qua, để xem là cái độ cộng. Quý bà con thân yêu, mình là Hoàng Oanh đến từ siêu thị cây giống Willow Farm. Ngày hôm nay mời quý bà con chúng ta cùng theo chân Oanh sẽ đi tham quan cái vườn nguyên liệu về nhãn của siêu thị cây giống Willow Farm nha. Và vườn nhãn này cũng phải là một loại nhãn bình thường đâu nha bà con. Loại nhãn này là một loại giống nhãn mới với cái tên rất là mỹ miều, rất là dễ thương. Mà Oanh tin chắc rằng nếu quý bà con chúng ta ăn loại nhãn này rồi, bà con chúng ta sẽ rất là khó để ăn được loại nhãn khác nữa. Tại vì cái loại này ăn vô là rất là giòn nè, ráo tai không nước nè, hạt nhỏ nè, trái to nè, bảo quản được lâu nè, đặc biệt là độ ngọt của nó ăn làm cho chúng ta cảm thấy rất là thoải mái, nó không có bị gắt, cái phần cổ họng, cái hậu của nó không bị gắt đó bà con, nên thành ra khi chúng ta ăn thì chúng ta sẽ cảm thấy ăn được rất là nhiều luôn. Đó chính là nhãn Long Phụng Châu. Bây giờ Oanh mời quý bà con chúng ta cùng tham quan vườn ươm giống nhãn Long Phụng Châu của siêu thị cây giống Willow Farm để chúng ta cùng tìm hiểu thêm về loại nhãn này nha. Dạ đây ạ, đây là những cái nhánh nhãn đã được khất nước. Rồi con thấy cái quy trình làm nhãn Long Phụng Châu bên quanh cũng rất là vất vả nha. Đây, cái nhánh này đã khất nước rồi nè bà con nè. Tức là treo nhánh tầm khoảng 2 tháng thì sau đó bên quanh 1 tháng 15 ngày thì bắt đầu khất nước. Và xem cái độ phát triển, cái độ cộng sinh của cái mắt ghép này thì đem xem cái độ cộng sinh của cái mắt ghép này á, thì sau đó thì bên quanh mới bắt đầu là cắt xuống nha bà con nha. Đây, cây phát triển rất là mạnh, trời, tự phát triển rất là ok, cái tượng nó phát triển ầm ầm y y đùng đùng luôn á bà con. Đó, bà con thấy rất là xinh nha. Đây, bên này cũng vậy nè, ghép thì ghép toàn bộ vô những cái nhánh rất là to và những cái cây bố mẹ cũng đã trưởng thành rất là ok rồi, nhãn thì rất là sung. Bà con chúng ta thấy là cái lá đây, cái lá của nhãn Long Phụng Châu bà con sẽ thấy giống như cái gần giống như nhãn Long Tiêu Đường hồi xưa nhưng mà nó lại rất là nó dài hơn ha, nó dài hơn và hai cái mép lá của nó quặp xuống như thế này. Rồi bây giờ chúng ta cùng ra phía sau nữa nha bà con nha. Đi bà con, chúng ta cùng quanh ra phía sau nữa ha. Đây nữa, đây đây bà con thấy nè, tược đọt phát triển rất là mạnh luôn, đã khất nước rồi mà cái tược phía trên vẫn đang phát triển mạnh, tức là giữa cái gốc này, giữa cái gốc nhãn thôi là làm theo phương pháp là ghép chui cành. Đó, nên là cái cành này là cành của nhãn Long Phụng Châu, còn cái gốc này là gốc nhãn tiêu quế đó bà con, chúng ta ghép vô ha. Chúng ta ghép vô rồi chúng ta sau 1 tháng 15 ngày chúng ta khất cái nước, chúng ta khất ngay cái nhánh này đi để cho cái dinh dưỡng cả cái nước nó không có được nuôi, không có được hút từ cây bố mẹ lên nữa, mà là do cái gốc này cung cấp qua, để xem là cái độ cộng sinh của hai cái bạn này như thế nào. Đó, bên kia cũng rất là nhiều, Oanh đang đi clip chính giữa và còn 2 đến 4 5 clip xung quanh cái vườn này, thì bên quanh tầm khoảng là lần này xuống nhánh tầm không có được nhiều nha bà con nha, vì đây là giống mới bên quanh xuống không có được nhiều. Còn nếu bà con chúng ta muốn tìm hiểu về giống nhãn Long Phụng Châu này, bà con chúng ta có thể tìm hiểu trên kênh siêu thị cây giống Willow Farm. Nhãn Long Phụng Châu thì nó sẽ có những cái đặc điểm rất là tuyệt vời như thế này nha bà con nha. Thứ nhất là 2 năm 3 vụ và rất dễ làm trái nha bà con nha. 2 năm 3 vụ rất dễ làm trái. Cái thứ hai là sao ạ? Phát triển rất là nhanh, nhanh hơn rất nhiều so với các loại nhãn đang có trên thị trường. Cái thứ ba, rất dễ làm trái. Cái thứ tư, không có bị bỏ cái cổ trái hàng năm nhá. Cái thứ năm là trái rất là to. Thứ sáu, vỏ dày thì nó dễ vận chuyển, dễ bảo quản. Cái thứ bảy là hạt nhỏ, cơm nhiều, tỷ lệ cơm tới 74%. Đặc biệt là cái hương vị của nhãn Long Phụng Châu là ăn vô là chúng ta không có bị gắt cổ bà con. Có nhiều loại nhãn khác ăn vô cái tự nhiên cái hé hé cái cổ á. Cái cảm giác hé hé đó là gọi là sao ta, nó bị ngọt quá, cái nó gắt trong cái cổ mình làm cho cái cổ mình cảm thấy rất là khó chịu và mình phải ngừng ăn lại. Còn nhãn Long Phụng Châu ăn tới đâu thì cứ nuốt vô tới đó, mình cảm thấy rất là bị cuốn hút luôn đó. Và cái quan trọng nhất của nhãn Long Phụng Châu là trái rất là to, và một chùm trái của nhãn Long Phụng Châu rất là có ký nha bà con nha, vừa sai trái vừa sai chùm đó, và rất là xiên bông để bà con chúng ta có thể có thu nhập cao từ cái loại nhãn này. Không biết hôm nay trộm vía thì trời cũng mưa khá là sớm, mà khi Oanh thực hiện video này là mưa đang bay rất là dễ thương, bà con chúng ta có thể cảm nhận được không ạ? Mưa đang bay rất là dễ thương đây ạ. Cái lá của nhãn Long Phụng Châu khá là giống với cái nhãn, khá là giống với một số cái giống nhãn hồi xưa, nên khi bà con chúng ta mà có tìm hiểu về loại giống này thì bà con chúng ta nhớ là lấy đúng nơi nha bà con nha. Và đây là cái lá của nó rất là giống với nhãn tiêu da bò đó, bà con xem cái phần bầu của bên quanh nè, nó ra rễ rất là nhiều luôn nè, thấy không ạ? Cái phần bầu này nó ra rễ rất là nhiều luôn, và cái bầu này vừa được nuôi dưỡng nè,
rồi nó nuôi dưỡng luôn cái phần nhánh ở trên luôn. Và cái nhánh này nó già thêm xíu nữa là bên quanh sẽ bắt đầu cắt xuống và tiếp tục thay bầu và nuôi tiếp thì mới có thể làm ra nhiều cái cây giống chất lượng cho anh quý bà con chúng ta. Chứ giao thì không bao giờ mà bên quanh giao cho bà con chúng ta cái cây nhãn mà cái bầu nó nhỏ như thế này nha bà con nha. Bà con chúng ta lưu ý giùm quanh. Toàn bộ những cái vừa cây này đó đều ghép vô bằng những cái đội ngũ kỹ thuật lành nghề hết để quý bà con chúng ta có được một cái giống chất lượng. Và con lưu ý thêm một cái đặc điểm của nhãn Long Phụng Châu nữa là cái đọt nó ra là nó hơi tía nha bà con nha. Nó hơi tía và cái lá non của nó rất là ít chịu tác động của sâu bệnh hại nha bà con nha. Rất ít bị chịu tác động của sâu bệnh hại. Tiếp theo nào chúng ta cùng nhau tham quan nha bà con nha. Đó. Hôm nay thì Quanh chia sẻ với bà con chúng ta về cái vườn ươm giống nhãn của siêu thị cây giống Willow Farm để chúng ta có thể là hiểu rõ hơn về quy trình sản xuất của siêu thị cây giống Willow Farm nhé. Đó, những cái chậu này về rồi phải xuống xong rồi phải thay bầu rồi phải dưỡng lại cho nó ra rễ rồi nó ra chồi mới thì mới có thể chia sẻ với bà con chúng ta được. Nên quy trình làm giống của siêu thị cây giống Willow Farm thì nó có hơi lâu la lân la hơn những cái quy trình của những nơi khác, nhưng mà cây giống bà con chúng ta nhận về sẽ là những cây giống chất lượng, hiệu quả và có cái giá trị kinh tế cao. Vì sao Quanh dám chia sẻ với con là có giá trị kinh tế cao ? Tại vì mỗi một cái loại cây trồng khi Quanh nghiên cứu cùng với đội ngũ kỹ thuật của mình, Quanh đều chia sẻ với các cái nhà có liên quan. Ví dụ như Quanh mời nhà nông ăn trái nè, Quanh mời nhà thương mại ăn trái nè, Quanh mời nhà nước ăn trái nè. Đó, để mà có thể đưa ra những cái nhận định rất là khách quan để mà Quanh tổng hợp lại và Quanh phát triển lại cái giống đó coi nó có phù hợp để chúng ta nhân giống ra và chúng ta chia sẻ nhà con chúng ta hay không. Nên là nhãn Long Phụng Châu này thật sự là bên Sở Nông nghiệp họ cực kỳ thích luôn. Là một trong những cái người mà có cái bề dày về ăn trái cây, gọi như là ăn rất là nhiều. Mà khi mà ăn cái loại này vô thì họ cảm thấy rất là thích thú vì cái loại nhãn này ăn vô nó khác biệt hoàn toàn so với những cái nhãn đang có trên thị trường. Ví dụ như nhãn Iro thì trái nó nhỏ, hộp nó to. Nhãn Phát Tài thì khó làm trái, chậm phát triển đúng không ạ? Còn nhãn Thanh Nhãn thì ăn rất là ngon, trái to nhưng ngược lại rất thưa trái. Đó, còn nhãn Xuồng thì hạt to quá, hàng đó nó thối trào rồi. Thì bây giờ chúng ta phải ăn loại nhãn nào ạ? Trên thị trường chúng ta gần như là thiếu đi bóng dáng của một cái bạn nhãn có giá trị kinh tế cao. Thì Quanh tin chắc rằng nhãn Long Phụng Châu sẽ là một trong những loại nhãn như vậy. Còn bà con chúng ta muốn tìm hiểu rõ hơn trước khi đầu tư vào danh mục cây giống của khu vườn mình để biến khu vườn của bà con chúng ta, biến những mảnh đất màu mỡ của mình thành tài sản giá trị và có thu nhập tăng cao cho bà con chúng ta thì hãy đăng ký vào kênh siêu thị cây giống Willow Farm giúp chúng Quanh, nhấn vào cái chuông bên dưới để cùng với Quanh phát triển nhiều loại giống thú vị hơn nha. Cảm ơn quý bà con chúng ta một lần nữa. Mình là Hoàng Anh đến từ siêu thị cây giống Willow Farm cùng nông gia Hưng Thịnh xin phép được chào quý bà con và hẹn gặp lại quý bà con trong những video tiếp theo ạ. Bye bye.